kẻ đứng sau thảm kịch ở bệnh viện giải Gaza. Iran cảnh báo thời gian đã hết sau vụ không kích bệnh viện ở Gaza. Hamas cũng bất ngờ trước sự bất lực của Israel. Israel dự tính thay đổi kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza. Nga tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thành trì chiến lược của Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ít nhất 500 người thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương và mất tích trong vụ không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành vào một bệnh viện ở giải Gaza, Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, một loạt rocket của đối phương nhầm vào Israel đã bay ngang qua bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ việc, đồng thời quy trách nhiệm cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Một phát ngôn viên khác nói với CNN rằng, quân đội Israel đã nghe được một đoạn đối thoại, trong đó các tay súng PEG thừa nhận đã bắn nhầm, tuy nhiên phía Israel lại nói rocket của phía Palestine đã gây ra vụ nổ này. Giới chức ở Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel hôm 17 tháng 10 đã khiến khoảng 500 người thiệt mạng tại một bệnh viện ở lãnh thổ này. Nhưng Israel lại nói rocket của phía Palestine đã gây ra vụ nổ. Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế chính quyền Palestine Mai al kaila đã cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công tại bệnh viện Al-Ali Al-Arabi. Trước đó, một lãnh đạo cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza cho biết 300 người thiệt mạng trong vụ tấn công này trong khi một quan chức của cơ quan y tế thông báo số người thiệt mạng đã lên đến 500 người. Lực lượng Hamas, tổ chức chính trị quân sự Palestine đang nắm quyền kiểm soát ở Gaza, cho rằng hầu hết người thiệt mạng là người đã phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán. Hình ảnh hiện trường từ Al Jazeera cho thấy các nhân viên y tế và dân thường đang thu thập thi thể bằng túi màu trắng hoặc chăn trong bóng tối. Sân bệnh viện đầy vết máu và ô tô bị thiêu rụi. Bệnh viện là nơi nhiều người phải sơ tán vì xung đột ở giải Gaza tìm đến trú ẩn. Bởi những cơ sở này hầu như không bị nhắm đến khi quân đội Israel tập kích đáp trả Hamas. Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, phân tích từ hệ thống điều hành của họ cho thấy, một loạt rocket của đối phương nhằm vào Israel đã bay ngang qua bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, đồng thời quy trách nhiệm cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, PAG. Một phát ngôn viên khác nói với CNN rằng, quân đội Israel đã nghe được một đoạn đối thoại trong đó các tay súng PIG thừa nhận đã bắn nhầm. Ông cho biết quân đội Israel đã công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, PIG đã phủ nhận liên quan, nói rằng họ không có bất kỳ hoạt động nào trong hoặc xung quanh giải Gaza vào thời điểm đó. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18 tháng 10 đã mô tả sự việc là vụ tấn công kinh khủng không thể tha thứ. Israel đã vượt làn xanh đỏ, chúng tôi sẽ không rời đi hay cho phép bất kỳ ai trục xuất chúng tôi khỏi khu vực. Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc Volkotok cũng đã lên án vụ tập kích bệnh viện, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, cho biết thông tin bệnh viện này bị tập kích làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua. Đây là vụ tấn công đơn lẻ, gây thương vong lớn nhất vào giải Gaza, kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch không kích mang tên gươm sắt vào vùng đất này vào sáng ngày 7 tháng 10 nhằm đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào miền nam Israel. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án vụ tấn công. Trong thông báo đêm qua, chính phủ Jordani cáo buộc nhà cầm quyền Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động tấn công gây thiệt hại tính mạng nhiều dân thường này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động khẩn cấp bảo vệ người Palestine. Từ Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra thông cáo khẳng định Cuộc tấn công là tội ác man sợ chống dân thường Palestine vô tội và là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Trong khi đó, giới chức Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức triệu tập cuộc họp khẩn để ban về vụ tấn công. Cũng trong đêm 17 tháng 10, nhiều cuộc biểu tình lớn với hàng nghìn người tham gia đã nổ ra tại một số thành phố ở Jordani, Tunisia, khu bờ Tây, nhằm lên án cuộc không kích của quân đội Israel vào bệnh viện ở giải Gaza. Nhiều người biểu tình gọi đây là hành động tấn công có chú ý của quân đội Israel chống người Palestine. Thưa quý vị, sau vụ thảm sát bệnh viện Al-Ali Arab ở giải Gaza khiến hàng trăm người chết, Ngoại trưởng Iran ông Hossein Amir Abdullahian đã kêu gọi nhân loại đoàn kết trên toàn cầu để phản đối Israel đồng thời cảnh báo rằng thời gian đã hết Mới đây, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian đã kêu gọi nhân loại đoàn kết trên toàn cầu để phản đối Israel sau vụ thảm sát bệnh viện Al-Ali Arab ở giải Gaza khiến hàng trăm người chết. Theo kênh Al Jazeera viết trên mạng xã hội, ông Amir Abdullahian nói rằng sau vụ việc đã đến lúc toàn nhân loại chống lại Israel và ông cảnh báo thời gian đã hết. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi cơ quan y tế của chính quyền Hamas đêm ngày 17 tháng 10 giờ địa phương cho biết một vụ nổ lớn tại bệnh viện ali ả rập đã khiến hàng trăm người thiệt mạng vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm hamas đang phóng hàng loạt rocket và tên lửa vào miền trung israel trong đó có nhiều quả đã bay đến tận thành phố tel aviv hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ là do israel không kích ném bom hay do chính tên lửa của hamas rơi trở lại giải gaza tân hoa xã dẫn lời các nhân chứng xác nhận một quả rocket đã đánh trúng bệnh viện ali ả rập gây ra tiếng nổ kinh hoàng và làm dung chuyển các tòa nhà tại cơ sở y tế này. Theo cơ quan y tế chính quyền Hamas, Bệnh viện Ali Arab là nơi tiếp nhận hàng trăm người bị ốm và bị thương, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng nghìn dân thường bị mất nhà cửa do những cuộc tấn công liên tục từ phía Israel. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Bệnh viện Ali Arab. Ngay trong đêm, nhiều người dân Palestine ở Jerusalem, Hebron và Jenin đã biểu tình phản đối vụ việc. Ai Cập đã kịch liệt lên án vụ không kích Bệnh viện Ali Arab và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn tình hình gia tăng hơn nữa. Từ Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chỉ trích vụ việc và cho đây là những tin tức gây sốc, kinh hoàng và không thể chấp nhận được. Đồng quan điểm với Ai Cập và Canada, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên án vụ tấn công đậm máu nhằm vào bệnh viện Ali Arab, đồng thời yêu cầu ngay lập tức bảo vệ dân thường và hệ thống y tế tại giải Gaza. Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel từ chối xác nhận khả năng liệu lực lượng này có không kích bệnh viện Ali Arab hay không, mà chỉ cho biết thông tin về vụ việc đang được xem xét. Trước đó một ngày, theo tờ The Guardian, trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran, ông Amir Abdullahian cảnh báo sẽ có hành động phủ đầu với Israel trong những giờ tới. Khi đề cập đến cuộc gặp với thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông cho biết, thủ lĩnh của các nhóm phản kháng sẽ không cho phép chế độ theo chủ nghĩa phục quốc do Thái hành động theo cách mà họ muốn ở Gaza. Tất cả các lựa chọn đều có khả năng và chúng tôi không thể thờ ơ với những tội ác chiến tranh đã xảy ra đối với người dân Gaza. Ông Amir Abdullahian cũng tuyên bố, nếu hôm nay chúng tôi không bảo vệ Gaza, thì ngày mai chúng tôi phải đối mặt với những quả bom phốt pho trong bệnh viện nhi của đất nước chúng tôi. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban vào tuần trước. Israel đã phủ nhận việc sử dụng phốt pho trắng. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk khẳng định, bệnh viện là nơi bất khả xâm phạm và việc không kích bệnh viện là hành động không thể chấp nhận. Ông Volker Turk nói, tôi không thể nói nên lời, hàng trăm người đã thiệt mạng một cách kinh hoàng trong vụ không kích tại bệnh viện al ali ở gaza bao gồm cả bệnh nhân nhân viên y tế và các gia đình đang tìm nơi ẩn náu một lần nữa những người dễ bị tổn thương nhất lại bị tổn thương điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được tôi kêu gọi tất cả các quốc gia có ảnh hưởng phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể chấm dứt tình trạng khủng khiếp này thường dân phải được bảo vệ và viện trợ nhân đạo phải được phép đến tay những người cần giúp đỡ như một vấn đề cấp bách những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Ngoài ra, ông Von Kertok cũng cho biết đã có không ít thương vong sau khi một trường học của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine bị tấn công trong trại tị nạn al makhazi Một đại diện của Tổ chức Trăng lưỡi Liềm Đỏ Palestine hôm thứ Ba mô tả việc phá hủy bệnh viện Baptist ở thành phố Gaza là một tội ác. Trước đó, Cơ quan Y tế Gaza thuộc sự điều hành của lực lượng Hamas tối ngày 17 tháng 10 cho biết, sau khi Israel không kích vào bệnh viện Al-Ali ở giải Gaza đã khiến rất nhiều người thương vong. Các nhân chứng cho biết ít nhất hai quả tên lửa đã đánh trúng khu nhà điều trị bệnh nhân của bệnh viện khiến tòa nhà này đổ sập hoàn toàn. Tổ chức Y tế Thế giới gọi vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi ở phía bắc giải Gaza của quân đội Israel là vụ tấn công quy mô chưa từng có. Ông Ahmed Aman Dehari, giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO cho biết, các báo cáo ban đầu nói về hàng trăm trường hợp tử vong và bị thương. Ông Alman Dehari nhấn mạnh, WHO lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali ở phía bắc giải Gaza. Bệnh viện này là một trong 20 bệnh viện ở phía bắc giải Gaza phải đối mặt với lệnh sơ tán từ quân đội Israel. Tuy nhiên, lệnh sơ tán đã không thể được thực hiện do tình trạng bất ổn hiện tại, tình trạng nguy kịch của nhiều bệnh nhân và thiếu xe cứu thương, nhân viên, công suất giường bệnh của hệ thống y tế và nơi trú ẩn thay thế cho những người phải di rời. WHO kêu gọi các bên bảo vệ ngay lập tức dân thường. Lệnh sơ tán phải được đảo ngược, luật nhân đạo quốc tế phải được tuân thủ. Theo đó, các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải được bảo vệ tích cực và không bao giờ bị coi là mục tiêu. Cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại giải Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch ném bom nhằm vào khu vực này để trả đũa cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Tính đến ngày 17 tháng 10, theo thống kê của cả hai bên, đã có rất nhiều thương vong kể từ khi xảy ra xung đột. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng bệnh viện bị tấn công bởi loạt rocket của lực lượng vũ trang Hồi giáo Thánh Chiến, Islamic Jihad. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 10, theo giờ Mỹ, sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết do Brazil soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza. Nghị quyết do Brazil soạn thảo kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào khu vực Gaza. Nghị quyết này cũng kêu gọi Israel hủy bỏ lệnh sơ tán đối với người dân ở Gaza. Hội đồng Bảo an ban đầu dự kiến sẽ bỏ phiếu với nghị quyết này vào ngày 16 tháng 10, nhưng đã hoãn lại một ngày để các bên có thời gian đàm phán. Mỹ sau đó đã yêu cầu trì hoãn một lần nữa do Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Israel ngày 18 tháng 10. Hiện chưa rõ Mỹ, thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an và thường bảo vệ đồng minh Israel trước các hành động của Hội đồng Bảo an có để nghị quyết này được thông qua hay không. Ngoài nghị quyết trên, theo yêu cầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga, Hội đồng Bảo an dự kiến cũng sẽ thảo luận vụ không kích một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng hôm 17 tháng 10. Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyad Mansour, đã đổ lỗi cho các lực lượng Israel về vụ không kích, đồng thời kêu gọi ngừng bán tức thì. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden ra tuyên bố cáo buộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, Jihad đã phủ nhận cáo buộc trên. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thể hiện sự bất đồng về cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Dự thảo nghị quyết dài một trang về cuộc xung đột do Nga đề xuất đã không được nhất trí thông qua tại Hội đồng Bảo an. Nga, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Gabon và Mozambique là những nước bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết. Trong khi đó, Albania, Brazil, Ghana, Malta, Thụy Sĩ và Ecuador bỏ phiếu trắng, còn Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống. Dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi đưa ra một lệnh ngừng bán nhân đạo ngay lập tức, bền vững và được tuân thủ đầy đủ. Theo đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield dự thảo nghị quyết mà moscow đưa ra chỉ đề cập chung chung mà không lên án đích danh phong trào hamas bà thomas greenfield nhấn mạnh washington đồng ý rằng hội đồng bảo an nên hành động trong vấn đề này nhưng mọi việc phải được tiến hành một cách đúng đắn và mỹ sẽ phối hợp tích cực với tất cả các thành viên trong hội đồng trong nỗ lực này cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken vừa kết thúc cuộc họp kéo dài nhiều giờ với thủ tướng israel benjamin netanyahu tại tel aviv Hiện nhiều nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại giải Gaza. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 10 đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ cùng lãnh đạo các nước Syria, Iran, Palestine và Ai Cập. Tại các cuộc trao đổi, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng phối hợp các nỗ lực với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng để chấm dứt tình hình xung đột hiện nay và ổn định tình hình. Ông Putin nhấn mạnh, không thể chấp nhận bất kỳ hình thức bạo lực nào chống lại dân thường, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ nhân đạo cần thiết. Ông cũng nhắc lại rằng một giải pháp công bằng lâu dài cho cuộc xung đột là tạo điều kiện cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình và an ninh với Israel. Thưa quý vị, cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas được đánh giá là chưa từng có tiền lệ về mặt quy mô cũng như cách thức trong vòng 16 năm qua. Kể từ khi nhóm này bắt đầu kiểm soát giải Gaza, Israel rơi vào chiến dịch đánh lừa tinh vi nhất lịch sử. Ngay cả Hamas cũng bất ngờ trước kết quả thu được. Thông qua cuộc tấn công thảm khốc nhất trong lịch sử Israel hôm 7 tháng 10, Hamas đã cho thấy khả năng lập kế hoạch phức tạp và che giấu thông tin kỹ lưỡng. Đáng chú ý, nhóm vũ trang này đã tiến hành chiến dịch đánh lừa tinh vi lịch sử để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Israel trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, ban lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas cho biết, ngay cả bản thân họ cũng rất sốc vì sự phản kháng yếu ớt của phía Israel. Ông Ali Barakat, đại diện Hamas tại Beirut, Liban cho hay, Chúng tôi dự kiến bắt số lượng con tin nhỏ hơn và quay về, nhưng quân đội Israel đã sụp đổ ngay trước mắt chúng tôi. Làm gì đây? Ông Barakat nhấn mạnh, quân đội Israel đã trở thành một con hổ giấy đó là lý do tại sao số lượng con tin lớn tới vậy và số người Israel thương vong cũng rất lớn. Ông Miri Esin, cựu sĩ quan tình báo cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, chiến dịch tấn công của Hamas là kết quả của ít nhất 2 năm lên kế hoạch. Trước đó, một tài liệu thu được từ các chiến binh Hamas đã cho thấy lực lượng này đã lên kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết cho cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Được biết, đây chính là kế hoạch chưa từng có bản kế hoạch quy mô và chi tiết đến vậy. Các tài liệu thu được cho thấy quy mô thu thập thông tin tình báo của Hamas và mức độ lập kế hoạch cho chiến dịch tấn công lần này. Ngay từ đầu, lực lượng Hamas đã đặt ra mục tiêu không chỉ là các cơ sở quân sự mà còn tấn công các trung tâm dân cư và bắt giữ con tin. Michael Misten, cựu sĩ quan tình báo quân đội Israel và là người đứng đầu diễn đàn nghiên cứu về người Palestine tại Đại học Tel Aviv cho biết, họ biết chính xác mục tiêu sẽ là gì. Trước đây Hamas chưa từng có một bản kế hoạch quy mô và chi tiết đến vậy. Cụ thể, tài liệu dài 14 trang có nhãn tuyệt mật bằng tiếng Ả Rập và đề ngày 15 tháng 6 năm 2023 mô tả kế hoạch xâm nhập Mefasim, một khu định cư nhỏ gần Gaza và bắt cư dân làm con tin. Theo bản kế hoạch, hai đội gồm 5 người và một người chỉ huy sẽ thực hiện chiến dịch vào giờ S ngày Y. Bản đồ và hình ảnh chụp từ trên không của thị trấn có trong tài liệu cho biết có 1.000 thường dân được lực lượng an ninh tình nguyện bảo vệ. Bản tài liệu cảnh báo quân đội Israel đóng quân gần Mephazim có thể đến khu định cư này trong vòng 3 đến 5 phút. Các thành viên của nhóm tấn công được chỉ đạo mở các lỗ hổng trên hàng rào an ninh, trong khi những người khác có nhiệm vụ yểm trợ bằng pháo binh. Theo kế hoạch, khi vào được bên trong, lực lượng này sẽ bắt giữ con tin để đàm phán. Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào giải Gaza, sau khi yêu cầu người Palestine sống trong khu vực đông dân sơ tán về phía nam. Israel tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas để trả đũa cuộc tấn công của lực lượng này. Mới đây, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng các nhóm chiến binh được Tehran hậu thuẫn có thể có hành động với Israel nếu nước này không ngừng tấn công giải Gaza. Ông Khamenei nói, thế giới đang chứng kiến sự diệt chủng của chế độ Do Thái đối với người Palestine ở giải Gaza. Ủng hộ người Palestine là một trụ cột của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Khi quốc gia do người CIA lãnh đạo muốn khẳng định vị trí của mình như một nhà lãnh đạo của thế giới Hồi giáo, sau đó, ông Khamenei tuyên bố, chúng ta phải đáp trả chúng ta phải phản ứng với những gì đang xảy ra ở giải gaza trước đó ngoại trưởng iran cũng nói rằng các nhóm vũ trang thân tehran có thể thực hiện hành động phủ đầu nhằm vào israel để ngăn nước này tấn công giải gaza tuyên bố được quan chức Iran đưa ra khi nói về cuộc gặp Hassan Nasrallah, người đứng đầu nhóm Hezbollah ở Liban hồi cuối tuần trước. Ông nói thêm, các nhà lãnh đạo kháng chiến sẽ không để Israel tùy tiện làm những gì họ muốn tại giải Gaza. Nếu không bảo vệ Gaza bây giờ, chúng ta sẽ phải hứng chịu những đợt không kích nhằm vào đất nước của mình trong tương lai. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cũng cảnh báo sắp hết thời gian để đạt giải pháp chính trị và xung đột Israel-Hamas có thể mở rộng ra nhiều mặt trận khác trong khi đó một bài viết của phái đoàn iran tại liên hợp quốc được đăng trên mạng xã hội x sau khi asios đưa tin tehran đã cảnh báo israel trong một thông điệp gửi qua liên hợp quốc rằng tehran sẽ phải đáp trả nếu israel thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào giải gaza nơi hamas đang kiểm soát phái đoàn iran tại liên hợp quốc viết nếu tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng của chế độ phân biệt chủng tộc ở israel không dừng lại ngay lập tức tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả sâu rộng, trách nhiệm thuộc về Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia khi đưa hội đồng vào ngõ cụt. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tá Richard Heck hôm 17 tháng 10 nói, cuộc tấn công mặt đất của Israel ở Gaza có thể không diễn ra như kế hoạch. Ông nói thêm, quân đội Israel đang chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động tiếp theo. Trung tá Richard Heck cho hay, chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Chúng tôi chưa công bố, mọi người đang nói về cuộc tấn công trên bộ, giai đoạn tiếp theo có thể sẽ khác. Thời gian qua, Israel lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng buộc phải hoãn lại do thời tiết bất lợi. Theo kế hoạch này, sẽ có hàng chục nghìn binh sĩ, bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm, cùng với xe tăng, được máy bay, trực thăng, pháo hạm, máy bay không người lái, pháo, yểm trợ tham gia chiến dịch. Mục tiêu của chiến dịch này là loại bỏ Hamas, đây có thể sẽ là chiến dịch tấn công trên bộ lớn nhất hơn một thập niên qua nhằm vào Gaza. Hôm 17 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội nước này sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với lực lượng Hamas. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nước này trong cuộc xung đột nhằm vào Hamas. Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel sẵn sàng trả đũa nhóm chiến binh Hezbollah của Liban nếu nhóm này cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine. Nếu Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza, nơi có mật độ dân cư đông nhất hành tinh, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Với ưu thế quân sự của Israel, một cuộc tấn công như có thể gây hậu quả nhân đạo rất thảm khốc. Israel cũng đã lên kế hoạch và nếu IDF giành được quyền kiểm soát các lối vào đường hầm, thì họ có nhiều khả năng sẽ gài mìn hơn là cố gắng xâm nhập vào các đường hầm đó. Nhưng nếu không thể kiểm soát hoàn toàn mạng lưới đường hầm, nơi có thể đặt các sở chỉ huy của Hamas, bất kỳ sự kiểm soát quân sự nào ở phía Bắc Gaza sẽ không được đảm bảo. Ha Helger, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Russi có trụ sở ở London, Anh cho rằng, để nắm quyền kiểm soát, Israel sẽ phải hủy toàn bộ năng lực quản lý của Hamas ở Gaza và thay thế bằng chính quyền quân sự, cũng như sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy. Hassan Al-Hassan, một chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đặt câu hỏi, liệu có bất kỳ chiến lược quân sự khả thi nào ngoài việc thanh lọc sắc tộc toàn diện ở Gaza có thể dẫn đến sự thất bại vĩnh viễn của Hamas hay không? Và liệu Israel có đang rơi vào một cái bẫy do Hamas răng ra hay không? Thưa quý vị, quay trở lại với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Vừa qua, chỉ huy một nhóm lực lượng đặc biệt được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine rằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính của Ukraine HUR Kirilo Budanov đã khiến 19 binh sĩ Nga đầu hàng bằng cách nói chuyện với họ qua đài phát thanh. Alexander Luti, chỉ huy một nhóm lực lượng đặc biệt được trang bị hệ thống tên lửa phòng không, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine, người đứng đầu tổng cục tình báo chính của Ukraine HUR Kirillo Budanov đã khiến 19 binh sĩ Nga đầu hàng bằng cách nói chuyện với họ qua đài phát thanh. Luti cho biết các lực lượng tình báo đặc biệt thường thực hiện các nhiệm vụ mà họ phải đối đầu với lực lượng địch có lợi thế về số lượng đáng kể. Luti cho biết thêm rằng ông Budanov tích cực tham gia vào một số hoạt động này. Luti nói. Thông qua cuộc trò chuyện trực tiếp qua radio, chỉ dùng lời nói của mình, anh ấy đã thuyết phục được 19 người Nga đầu hàng. Đó là minh chứng cho tính cách mạnh mẽ, vượt trội của anh ấy. Bên cạnh đó, Trung tình báo quốc phòng Ukraine Budanov trả lời phỏng vấn của tờ The Economist, trong đó ông đánh giá cục diện hiện tại và hé lộ phương án tấn công Nga trong thời gian tới. Theo Budanov, Ukraine có lẽ đã phải dùng đến lực lượng dự bị có số lượng hạn chế của mình, nhưng Nga cũng được cho là đã dùng tới lực lượng dự bị, mà họ trước đó chưa định triển khai trước cuối tháng 10 tới. Tướng tình báo Ukraine đánh giá, Nga không có lực lượng dự bị chiến lược. Theo Budanov, Tập đoàn Quân binh Chủng Hợp Thành số 25 của Nga đã được triển khai sớm ở mặt trận phía đông, quanh Lyman và Kupiang, và lực lượng này mới chỉ có trong tay 80% nhân lực và 55% thiết bị định mức của họ. Tướng Budanov thừa nhận lợi thế của Nga đối với Ukraine về nguồn nhân lực. Nói chung, nguồn nhân lực của Nga là không giới hạn. Tuy vậy, Ông Budanov cho rằng nguồn lực của Nga đã cạn kiệt và nền kinh tế Nga sẽ chỉ trụ vững được đến năm 2025. Ông này quả quyết rằng nguồn cung vũ khí cho quân đội Nga sẽ cạn kiệt vào năm 2026, thậm chí có thể sớm hơn. Theo ông, việc tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là chỉ dấu cho các khó khăn này của Nga. Tuy nhiên, Budanov nhấn mạnh Ukraine không phải là một quốc gia nhỏ và có tiềm lực về con người không thua kém Nga. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Budanov nói rằng Ukraine có cơ hội kết thúc xung đột trước cuối năm 2023. Giờ đây, ông thừa nhận cuộc phản công không diễn ra theo đúng kế hoạch. Budanov nói thêm, có nguyên nhân khách quan và chủ quan, mọi thứ đều phức tạp. Tôi không thể thảo luận công khai vì hầu hết lời giải thích là bí mật quốc gia. Theo thời gian, tất cả những điều này sẽ trở nên rõ ràng. Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến FDFK. Ở phía đông, đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua. FDFK hiện do Ukraine kiểm soát, nằm gần thủ phủ tỉnh Donetsk mà Moscow đang nắm giữ. Theo giới phân tích, Moscow có thể đang tìm cách bao vây các lực lượng Ukraine tại FDFK, nơi có ba mặt được bao quanh bởi các vị trí của Nga Kế hoạch này không chỉ giúp Nga dễ dàng kiểm soát thị trấn chiến lược mà còn sớm giành được thế chủ động. Vẫn chưa rõ cuộc tấn công mới vào dfk có trở thành lực đẩy chính cho nỗ lực của Nga để giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine hay không. Nhưng trên thực tế, Nga đang đổ rất nhiều nguồn lực vào nơi đây và cũng đặt cược khá lớn vào canh bạc này. Taras Berezovic, Phát ngôn viên của lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Ukraine lưu ý, vai trò chiến lược của thị trấn APDFK rất rõ ràng. Nơi đây là cửa ngõ vào Donetsk. Vùng ngoài ô của thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên do Nga nắm giữ, chỉ cách APDFK 10 km về phía nam. Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã điều động ít nhất 3 tiểu đoàn, ước tính khoảng 2.000 đến 3.000 binh sĩ, cùng nhiều xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh được sự yểm trợ của lực lượng pháo binh để tấn công các vị trí của Ukraine. Theo các nhà quan sát phương Tây, mục tiêu của Nga có thể là bao vây các cứ điểm của Ukraine, dùng binh sĩ đối phương vào một lòng chảo và phá vỡ sự kiểm soát của Kiev đối với abdfk Cuộc tấn công diễn ra trong thời điểm đầy thách thức đối với Ukraine, khi quân đội nước này đang nỗ lực duy trì chiến dịch phản công kéo dài 4 tháng nhằm xuyên thủng các phòng tuyến của Nga tại phía Nam và phía Đông. Trong thông báo trên Telegram, ông Andriy Zemak, Chánh văn phòng của tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đang phải giữ vững vị trí trong cuộc giao tranh rất khó khăn gần Abkhazia. Còn ông Vitali Barabak, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Abkhazia nói rằng các trận chiến, các cuộc đấu súng và đấu pháo diễn ra rất ác liệt cả ngày lẫn đêm. Vẫn chưa rõ nga có thể giành quyền kiểm soát Abkhazia hay không, nhưng cuộc tấn công của Moscow chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng Ukraine. Nếu Kiev để mất ABDFK, thì đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cuộc phấn công mà họ đang thực hiện, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Trong trường hợp Nga nắm quyền kiểm soát ABDFK, đây sẽ là một thắng lợi đáng chú ý đối với quân đội Nga, vốn đang phải đối mặt với các cuộc tấn công, phản công của Ukraine kể từ hồi đầu tháng 6. Hơn nữa, điều này cũng giúp Nga phòng thủ tốt hơn ở các khu vực do nước này kiểm soát tại Donetsk. Trong khi đó, giáo sư Michael Clark, một chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng tại Anh lưu ý, cũng không loại trừ khả năng Nga nhắm mục tiêu vào APFK để đánh lạc hướng, buộc lực lượng Ukraine phải đưa quân từ các địa điểm khác dọc chiến tuyến tới đây. Theo giới quan sát, cuộc chiến giành APFK có thể trở nên ác liệt hơn trong những ngày tới. Dù Nga có giành được APFK hay không, thì cuộc tấn công của nước này vẫn sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực phản công của Ukraine ở phía Nam. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy lực lượng Nga sử dụng súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosoka tấn công vào các vị trí của Ukraine ở khu rừng nhiều cây. Lực lượng Nga bắn đạn nhiệt áp vào quân đội Ukraine, vũ khí nhiệt áp sử dụng kỹ thuật nổ hai giai đoạn. Vụ nổ đầu tiên làm lan tỏa chất dễ cháy xung quanh mục tiêu, trong khi vụ nổ thứ hai đốt cháy mục tiêu. Các vụ nổ tử hòa thần nhiệt áp TOS-2 Tosoka của Nga tạo ra nhiệt độ cực cao lên tới 3.000 độ C. TOS-2 Tosoka và các loại súng phun lửa hạng nặng khác của Nga có thể thiêu dụi mục tiêu đối phương. Súng phun lửa nhiệt áp TOS-2 Tosokka là vũ khí đáng sợ của Nga, có thể gây ra thiệt hại nặng nề, san bằng các công trình quân sự của đối phương và biến trang thiết bị quân sự của đối phương thành phế liệu. Trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng trên Quảng Trường Đỏ năm 2020, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosoka lần đầu tiên được giới thiệu công khai. TOS-2 Tosoka là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa hạng nặng do Nga sản xuất, được phát triển dựa trên nền tảng các dòng súng phun lửa hạng nặng của Nga Xô. So. Bệ phóng của TOS-2 Tosoka được đặt trên khung gầm bánh lốp thay vì bánh xích được sử dụng trong TOS-1 và TOS-1A. Tên lửa này được thiết kế để phá hủy các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, vô hiệu hóa những mục tiêu như căn cứ quân sự, hầm trú ẩn, đồng thời gây hỏa hoạn, tạo màn khói bằng cách sử dụng đạn khói, đạn cháy, TOS-2 Tosuka có thể bắn đạn nhiệt áp cũng như các loại tên lửa không điều khiển 220mm. Khi sử dụng tên lửa nhiệt áp sẽ tạo ra áp suất rất lớn, tầm bắn của nó kéo dài từ 3,5 đến 15 km. Hệ thống có thể phóng loạt tên lửa đầu tiên trong vòng 90 giây sau khi được triển khai đến vị trí khai hỏa. TOS-2 Tosoka được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại, bao gồm máy đo khoảng cách laser, định vị vệ tinh, máy đo tốc độ và thiết bị đo quán tính. Ngoài ra, hệ thống có thể khai hỏa từ các vị trí chiến đấu không chuẩn bị trước, việc nhắm mục tiêu và điều khiển hỏa lực được tự động hóa. Hồi tháng 9, sau một loạt khí tài quân sự hiện đại như xe tăng T-90M, T-14 Amata, Nga tiếp tục triển khai hệ thống tên lửa nhiệt áp TOS-2 Tosoka vào hoạt động quân sự. Việc triển khai TOS-2 Tosoka đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình thử nghiệm hệ thống tên lửa nhiệt áp ở điều kiện thực chiến. Theo giới quan sát, động thái này của Nga làm dấy lên suy đoán rằng TOS-2 Tosoka có thể sớm bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng trước khi được sản xuất hàng loạt. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngày càng căng thẳng, một vụ nổ lớn tại Bệnh viện Ali Arab ở giải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bên cạnh đó, các quan chức Palestine đổ lỗi cho các cuộc không kích đang diễn ra của Israel là nguyên nhân gây ra vụ việc này. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngày càng căng thẳng, một vụ nổ lớn tại Bệnh viện Ali Arab ở giải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ngay sau đó, lực lượng vũ trang Hezbollah đã ra tuyên bố về ngày thịnh nộ. Bệnh viện Ali Arab là nơi tiếp nhận hàng trăm người bị ốm và bị thương, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng nghìn dân thường bị mất nhà cửa do những cuộc tấn công liên tục từ phía Israel. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Bệnh viện Ali Arab. Vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm Hamas đang phóng hàng loạt rocket và tên lửa vào miền trung Israel, trong đó có nhiều quả đã bay đến tận thành phố Tel Aviv. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ là do bị Israel không kích, ném bom hay do chính tên lửa của Hamas rơi trở lại giải Gaza. Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công phong trào Hezbollah ở Liban cũng đổ lỗi cho Israel về cái mà họ gọi là vụ thảm sát, tội ác tàn bạo. Trong khi đó, lực lượng phòng không Israel IDF, quân đội Israel nói rằng bệnh viện là nơi nhạy cảm, không phải mục tiêu của IDF và vụ nổ ở bệnh viện Ali Arab là do một vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine. Bộ Ngoại giao Israel khẳng định chắc chắn rằng IDF không tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong khu vực vào thời điểm bị ảnh hưởng. Về phần mình, báo chí Israel, trong đó có tờ The Time of Israel mới đây đã đăng tải một đoạn video từ camera giám sát của hãng tin Al Jazeera về một vụ nổ bên trong lãnh thổ Palestine gây ra bởi một vụ phóng tên lửa thất bại để minh chứng cho nhận định của IDF. Tuy nhiên, theo The Time of Israel, mặc dù IDF phủ nhận, nhưng các nước như Ả Rập Xê Út, UAE và Bahrain cùng với Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi cho Israel về vụ nổ ở Bệnh viện Ali Arab tại thành phố Gaza. Gaza đã bị Israel bao vây trong hơn một tuần nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas. Các bệnh viện đang phải vật lộn để chăm sóc những người bị thương trên toàn Gaza, hoạt động trong tình trạng thiếu điện và nước. Trong khi đó, các lô hàng viện trợ nhân đạo đang dồn ứ tại biên giới bị đóng cửa của Gaza, dù cho đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm mở một hành lang nhân đạo từ Ai Cập. Liên Hợp Quốc cho biết cần đảm bảo lối đi an toàn cho đoàn xe viện trợ. Trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Israel, chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ với đồng minh Trung Đông. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas mới đây dự kiến sẽ cùng quốc vương Jordan, Abdullah Đệ Nhị và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Amman, Jordan, nhằm thảo luận về cuộc xung đột mới nhất giữa Israel-Hamas với tổng thống mỹ joe biden tuy nhiên theo tờ daily mail một quan chức cấp cao của chính quyền palestine cho biết ông abbas đã rút lui khỏi hội nghị thượng đỉnh này để phản đối cuộc không kích được cho là của israel nhằm vào một bệnh viện ở giải gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng đồng thời ngoại trưởng jordan ayman safadi cũng cho biết chúng tôi quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở amman vì washington sẽ không thể đưa ra quyết định chấm dứt xung đột giữa hamas và israel ông safadi nói thêm rằng Động thái này được thực hiện sau khi tham vấn với Mỹ, chính quyền Palestine cũng như Ai Cập. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Jordan nói vụ đánh bom bệnh viện Al-Ali là hành động không thể dung thứ được. Phía quan chức Nhà Trắng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan, Tổng thống Biden sẽ hoãn chuyến công du tới Jordan cũng như cuộc gặp đã lên kế hoạch với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những sinh mạng vô tội đã thiệt mạng trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza và mong cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Ông ấy mong sớm được tham vấn trực tiếp với những nhà lãnh đạo khu vực và tiếp tục tương tác thường xuyên, trực tiếp trong những ngày tới. Chuyến đi của Tổng thống Joe Biden tới khu vực trở nên phức tạp hơn sau khi hàng trăm người Palestine thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza hôm 17 tháng 10. Chính quyền Palestine cho rằng quân đội Israel phải chịu trách nhiệm Tuy nhiên, Israel phủ nhận liên quan đến vụ tấn công. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, phân tích từ hệ thống tác chiến cho thấy, một loạt tên lửa được những kẻ khủng bố ở giải Gaza phóng đã bay qua khu vực gần Al-Ali vào thời điểm bệnh viện trúng đòn. Quân đội Israel cáo buộc thủ phạm là nhóm Hồi giáo Jihad, đồng minh của Hamas. Trước đó, Tổng thống Biden dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. Ông Biden đến Trung Đông để thực hiện sứ mệnh ngoại giao phức tạp nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh lâu năm của mình là Israel, xoa dịu căng thẳng khu vực và củng cố các nỗ lực nhân đạo ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17 tháng 10 kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nước này trong cuộc xung đột nhằm vào Hamas. Ông nói, quân đội nước này sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với lực lượng Hamas khoảng 600.000 người ồ ạt à đổ về miền Nam giải Gaza đã khiến khu vực này bị quá tải. Tình trạng thiếu nước, thức ăn và điện càng trầm trọng hơn. Tất cả đã thúc đẩy một số người chọn quay trở lại miền Bắc. Gia đình Abu Sada đã sơ tán khỏi thành phố Gaza hôm 13 tháng 7 và đi về phía nam giải Gaza, hướng tới khu vực biên giới với Ai Cập vì lo sợ Israel có thể đổ bộ vào vùng này. Nhưng bây giờ họ dần cảm nhận nỗi sợ hết thức ăn và nước uống. Gia đình Abu Sada là một trong số hơn nửa triệu người Palestine đã rời miền Bắc giải Gaza sau khi Israel thông báo cho người dân ở khu vực đông dân nhất lãnh thổ này di tản về phía Nam trước nguy cơ Israel tiến hành một cuộc đổ bộ vào Gaza. Theo báo Wall Street Journal, mặc dù những người dân Gaza có thể tránh xa nguy cơ bị tổn thương từ các đợt giao tranh, nhưng những gia đình này cũng tiết lộ điều kiện sống ở miền Nam đang trở nên cực kỳ tồi tệ. Ông Philip Lazarini, người phụ trách cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA cho biết, trong một bài phát biểu hôm 15 tháng 10 tại khu vực Đông Jerusalem, Gaza đang bị bóc nghẹt. Ông Lazarini nói thêm, nơi này chẳng có một giọt nước nào, không có lấy một hạt lúa mì, không một ít nhiên liệu nào được phép đưa đến giải Gaza trong 8 ngày qua. Đoạn đường từ miền Bắc đến miền Nam giải Gaza chỉ dài khoảng 6 km, nhưng những trận giao tranh trong hơn một tuần qua đã khiến đường xá bị hư hỏng, đất đá ngổn ngang, không có điện và nguy cơ tiếp tục bị pháo kích khiến việc đi đến miền Nam Gaza càng khó khăn hơn. Hàng nghìn người trong số đó có hộ chiếu nước ngoài đang hy vọng có thể rời khỏi vùng này để sang Ai Cập, nơi duy nhất có chung đường biên giới với giải Gaza dành cho người dân thường mà Israel không kiểm soát. Giải Gaza có hai cửa khẩu chính để ra vào vùng đất này. Thứ nhất là cửa khẩu Erez nối phía bắc giải Gaza với Israel cửa khẩu còn lại là rafah cả hai cửa khẩu này thường xuyên đóng cửa trong nhiều năm qua ngoài ra giải gaza còn nối với israel thông qua cửa khẩu kerem sanom đây là điểm giao thương hàng hóa duy nhất giữa israel với giải gaza cửa khẩu rafah được xem là con đường duy nhất để đi từ giải gaza sang ai cập trong bối cảnh israel tuyên bố phong tỏa toàn khu vực giải gaza cửa khẩu Rafah đóng vai trò là lối thoát cuối cùng của người dân giải Gaza và là cánh cửa duy nhất nối khu vực này với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, cửa khẩu Rafah đã không hoạt động kể từ sau khi Hamas tấn công Israel và phía Israel không kích trả đũa nhiều khu vực trên giải Gaza. Trước đó, hơn một triệu dân thường ở thành phố Gaza đã bắt đầu phải thu dọn đồ đạc, di tản về phía Nam theo lệnh sơ tán mà phía Israel đưa ra. Quân đội Israel tuyên bố sẽ hoạt động đáng kể ở thành phố Gaza trong những ngày tới và dân thường chỉ nên quay trở lại khi có thông báo. Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới WHO, Ngoji Okonjo Aguela, bày tỏ hy vọng cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas có thể kết thúc nhanh chóng. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bà Engoji cho rằng sự bất ổn tại nhiều khu vực đã hạn chế sự tăng trưởng trong thương mại, nhưng điều đó sẽ trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột bùng phát giữa Israel và Hamas. Xung đột và bạo lực ở Trung Đông là một yếu tố bổ sung sự kìm hãm tăng trưởng bên cạnh việc tăng lãi suất. Thị trường bất động sản Trung Quốc tiềm ẩn những yếu tố bất lợi cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, một chuẩn tướng đã nghỉ hưu bày tỏ quan điểm của ông với Sputnik. Israel hiện thời vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến dịch trên bộ ở giải Gaza và đang xem xét những phương án hành động khác. Israel đang do dự và chưa thông qua quyết định. Chuyên gia Liban về các vấn đề quân sự và chiến lược, chuẩn tướng đã nghỉ hưu Amin Hotez mới đây bày tỏ quan điểm của ông với Sputnik rằng Israel hiện thời vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến dịch trên bộ ở giải Gaza và đang xem xét những phương án hành động khác chuyên gia nêu nhận xét thời điểm hiện tại có vẻ như phía israel đang do dự và chưa thông qua quyết định israel có thể chọn một trong ba phương án tiến hành chiến dịch trên bộ ở gaza hoặc áp dụng học thuyết dahiza hay học thuyết dahiza chiến lược quân sự của chiến tranh phi đối xứng với nội dung trọng tâm là tấn công quy mô vào các mục tiêu dân sự để đáp trả hành động chống lại israel hoặc tiến hành kế hoạch quân sự có chủ đích chính xác diễn biến hành động tiếp theo tùy thuộc vào quyết định sẽ được đưa ra kịch bản chiến dịch trên bộ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với nhiều nước kể cả mỹ nếu israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở gaza nơi có mật độ dân cư đông nhất hành tinh cái giá phải trả sẽ rất lớn với ưu thế quân sự của israel một cuộc tấn công như có thể gây hậu quả nhân đạo rất thảm khốc giải gaza là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới và địa hình đô thị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quân phòng thủ trong trường hợp này là hamas khi họ cố gắng chống trả bên tấn công sẽ phải tìm cách chiếm từng tòa nhà israel cũng có thể bị cản trở nếu hamas sử dụng chiến lược rải mình dày đặc giống như nga đã thực hiện để ngăn chặn cuộc phản công của ukraine một cuộc tấn công trên bộ nếu xảy ra chắc chắn có thể làm suy giảm sự ủng hộ của quốc tế dành cho israel vốn đang tăng cao sau cuộc tấn công của hamas trong khi đó, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel vào thời điểm xung đột Israel-Hamas gia tăng căng thẳng đặt ra những thách thức to lớn cho Nhà Trắng cả về chính trị và an ninh. Trong cuộc họp ngắn với các phóng viên, ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết ông Biden sẽ tập trung vào nhu cầu cấp thiết đưa hỗ trợ nhân đạo vào Gaza, cũng như những người vô tội có thể chạy ra khỏi vùng xung đột. Rủi ro an ninh là điều chắc chắn, khi mà ông Blinken mới đây trong cuộc gặp với ông Netanyahu và nội các Israel tại một căn cứ quân sự đã phải xuống hầm trú ẩn vì tiếng còi báo động tên lửa. Tuy nhiên, ông Kirby cho rằng những rủi ro so ở Tel Aviv được coi là đủ thấp để có thể thông báo trước. Ông Biden cũng từng nói rằng ông cảm thấy rất thoải mái ở Israel. Trong khi đó, những rủi ro so chính trị đối với ông Biden rất khó đo lường. Trong thông điệp kêu gọi Israel thận trọng trên đài CBS cuối tuần qua. Ông Biden đã cảnh báo Ten Aviv sẽ phạm sai lầm lớn nếu Israel chiếm đóng Gaza một lần nữa. Ten Aviv phủ nhận nhưng cũng không nói rõ ai sẽ kiểm soát giải Gaza khi không có Hamas hoặc làm thế nào để ngăn một nhóm tương tự trỗi dậy từ đóng cho tàn của thành phố Gaza. Theo tờ The New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ và Israel đang nỗ lực xác định liệu cuộc tấn công trên bộ mà Israel định thực hiện ở giải Gaza có thể khiến Hezbollah tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Israel từ Liban hay không. Trước đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết họ đã bắt đầu phá hủy các camera giám sát trên một số đồn quân sự của Israel dọc biên giới. Cơ quan truyền thông quân sự của Hezbollah cũng công bố một đoạn video cho thấy các tay súng, bắn tỉa, bắn và phá hủy camera giám sát được đặt tại 5 điểm dọc biên giới Liban Israel, trong đó có một điểm bên ngoài thị trấn Metula của Israel. Lực lượng này có vẻ muốn ngăn chặn quân đội Israel theo dõi hoạt động di chuyển ở phía biên giới Liban sau nhiều ngày giao tranh. Israel và Hezbollah trở thành kẻ thù không đội trời chung sau cuộc chiến kéo dài một tháng vào mùa hè năm 2006. Israel có lực lượng thánh chiến dòng CI được Iran hậu thuẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trước mắt. Israel ước tính Hezbollah sở hữu khoảng 150.000 tên lửa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các bên khác ở Trung Đông không tham gia cuộc xung đột Israel-Hamas và điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực để hỗ trợ Israel. Giữ cho cuộc chiến chỉ gói gọt ở Gaza là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và Israel. Hezbollah là một nhóm người CIA ở Liban, được Iran hậu thuẫn, từng tham gia cuộc chiến kéo dài 33 ngày với Israel vào năm 2006. Nếu nhóm này mở chiến dịch tấn công lớn, Israel sẽ phải chiến đấu, đồng thời trên hai mặt trận và gặp khó khăn kịch bản này cũng có thể lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột và xảy ra khả năng Mỹ sẽ không kích các mục tiêu của Hezbollah. Từ lâu các cơ quan tình báo đều đánh giá rằng ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, không muốn có cuộc xung đột toàn diện với Israel bất chấp quan điểm chống Israel của Hezbollah. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng ông Nasrallah sẽ chịu áp lực từ các thành viên có đường lối cứng rắn của Hezbollah để tham gia vào cuộc chiến tranh toàn diện với Israel mà ông muốn tránh. Điều mà các cơ quan tình báo đang tìm cách xác định là liệu bây giờ ông Nasrallah có thể thực hiện các hành động mà ông đã tránh trước đây hay không, những hành động đó sẽ là gì và liệu khả năng Mỹ can dự trực tiếp có đủ để khiến Hezbollah đứng bên lề hay không? Nếu có thì đứng bên lề trong bao lâu? Israel đã sơ tán dân khỏi biên giới phía bắc và tăng cường các đơn vị quân đội để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng nhưng các cuộc đụng độ đã nổ ra vào ngày 15 và 16 tháng 10. Hezbollah đã bắn vào một xe tăng của Israel và các vị trí khác vào ngày 16 tháng 10, trong khi Israel đáp trả bằng hỏa lực pháo. Mặc dù nghiêm trọng, nhưng các cuộc tấn công của Hezbollah hầu hết đều bị Israel ngăn chặn. Hezbollah là mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều so với Hamas vì nhóm này có nhiều tên lửa dẫn đường chính xác và hàng nghìn tay súng giàu kinh nghiệm. Ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trên CBS News ngày 15 tháng 10, có nguy cơ cuộc xung đột hiện nay leo thang, mở ra một cuộc xung đột thứ hai ở phía Bắc và tất nhiên là có sự tham gia của Iran. Theo ông Sullivan, Tổng thống Biden muốn gửi một thông điệp răng đe rất rõ ràng tới bất kỳ quốc gia hoặc nhân tố nào tìm cách lợi dụng tình hình này. Trong 8 năm qua, quân đội Israel đã cố gắng tránh tiêu diệt các tay súng Hezbollah, ngay cả khi họ đã tấn công các mục tiêu khác ở Syria và Liban. Các quan chức Israel tin rằng chiến lược quản lý xung đột với Hezbollah của họ phần lớn đã thành công. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng các động thái tiếp theo của ông Nasrallah có thể sẽ phụ thuộc vào diễn biến cuộc chiến trên bộ của Israel ở Gaza. Giới chức Mỹ và Israel lo ngại ông Nasrallah có thể không còn đủ khả năng chống lại áp lực mở mặt trận phía Bắc khi số thương vong của người Palestine gia tăng nếu Israel tấn công trên bộ. Căng thẳng ở biên giới israel bằng ngày càng gia tăng sau khi lực lượng Hezbollah bắn tên lửa chống tăng vào các cơ sở và khu định cư của quân đội Israel vào hôm 15 tháng 10, sau khi sử dụng tên lửa chống tăng tấn công xe bọc thép M113 của Israel vào cuối tuần trước, lực lượng Hezbollah lại tiếp tục phá hủy xe tăng chiến đấu chủ lực Mekava bằng loại vũ khí này. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 7 thiết bị quân sự hàng nặng của Israel bị phá hủy, trong đó có hai xe tăng chiến đấu chủ lực Mekava. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Hezbollah đã phá hủy xe tăng Mekava của Israel bằng tên lửa chống tăng vác vai Konet ở khu vực giáp biên giới với Liban hàng loạt xe tăng chủ lực Mekava của Israel đã được hàng tấm giáp lòng trên nóc tháp pháo dường như nhằm đối phó với mối đe dọa từ UAV Hamas. Quân đội Israel đang tập kết hàng trăm xe tăng xe thiết giáp dọc biên giới dải Gaza sẵn sàng cho chiến dịch tấn công trên bộ nhằm nghiền nát Hamas ở khu vực này. Trong số đó, nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Mekava Mark 4M được lấp tấm giáp lòng trên nóc tháp pháo nhằm khả năng bảo vệ Chuyên gia quân sự David As viết trên Fox rằng quân đội Israel đã gấp rút lắp giáp lồng để bảo vệ những chiếc xe tăng tốt nhất trong biên chế. Nhưng chưa rõ phương án này có thể khắc phục điểm yếu chí tử của những chiếc Mekava hay không. Đồng thái lắp giáp lồng được quân đội Israel thực hiện sau khi nhóm vũ trang Hamas sử dụng máy bay không người lái UAV thả đạn chống tăng để phá hủy ít nhất hai xe tăng Mekava Mark 4M hiện đại của Israel trong cuộc tập kích bất ngờ hôm 7 tháng 10. Thống kê dựa theo video trên mạng xã hội cho thấy Tel Aviv có thể đã mất nhiều xe tăng Merkava và xe thiết giáp chở quân ngay trong ngày đầu xung đột với Hamas. Biến thể Mekava Mark 4M có hệ thống phòng thủ chủ động Trophy, được ví như tấm màn thép bảo vệ phương tiện trước tên lửa chống tăng và đạn chống tăng. Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy bảo vệ Mekava Mark 4M bằng cách bắn hạ súng xe tăng, tên lửa và tên lửa chống tăng dẫn đường của đối phương bằng cách sử dụng cảm biến gắn trên tháp pháo và đạn được tạo ra bằng chất nổ. Xe tăng Mekava Mark 4 vẫn giữ nguyên các ưu tiên thiết kế của Mekava Mark 1 và kết hợp tháp pháo mới được thiết kế lại, lớp giáp phản ứng nổ và lớp giáp thù đồng để sửa chữa hư hỏng trong chiến đấu nhanh hơn. Mekava Mark 4 có tháp pháo vận hành bằng động cơ điện, không sử dụng hệ thống thủy lực để ngăn nguy cơ cháy nổ khi trúng đạn. Thưa quý vị, sau một tuần bùng nổ xung đột giữa lực lượng Israel và nhóm dân quân Hamas của Palestine, Quân đội Israel đã đọ súng với lực lượng dân quân có mối liên kết với Iran ở biên giới Syria và Liban. Đây được coi là những khu vực chính mà tình trạng căng thẳng đã diễn ra lâu dài và rất có thể dẫn đến mở rộng. Khả năng các bên khác có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột ngày càng gia tăng. Theo Military Watch, một tuần sau khi bùng nổ xung đột giữa lực lượng Israel và nhóm dân quân Hamas của Palestine, có khả năng các bên khác có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột ngày càng gia tăng quân đội Israel đã đọ súng với lực lượng dân quân có mối liên kết với Iran ở biên giới Syria và Liban. Đây được coi là những khu vực chính mà tình trạng thù địch đã diễn ra lâu dài và rất có thể dẫn đến mở rộng cuộc giao tranh. Các chuyên gia quân sự của Military Watch đã đưa ra những phân tích rằng Iran cùng nhóm dân quân Liban và đảng chính trị Hezbollah, trong khi ở mức độ thấp hơn là chính phủ Syria được suy đoán là những bên hàng đầu có thể can thiệp vào cuộc giao tranh chống lại Israel. Còn Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có khả năng can thiệp để hỗ trợ cho Israel. Mỹ đã hành động nhanh chóng sau khi các hành động xung đột gia tăng ở Trung Đông. Ngày 11 tháng 10, siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ USS Zeron Ford, chiếc tàu đầu tiên trong lớp của nó đã được chuyển tới Israel. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Eric Kutila đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về mục đích của việc triển khai, ông đều rõ. Sự xuất hiện của các lực lượng Mỹ với khả năng chiến đấu cao tới khu vực là một tín hiệu răng đem mạnh mẽ cho bất kỳ thế lực thù địch nào với Israel khi họ có ý định cố gắng lợi dụng tình huống này. Lầu nông gốc đồng thời cũng thực hiện những bước tăng cường cho các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay phản lực tấn công F-35, F-15, F-16 và A-10 của Không quân Mỹ trong khu vực. Việc triển khai được cho là chủ yếu nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Iran, Hezbollah và các lực lượng dân quân khác Đáng chú ý, Hezbollah được đánh giá là lực lượng có năng lực chiến đấu mạnh gấp hàng trăm lần so với Hamas. Các chuyên gia phân tích suy đoán, sau nhiều năm căng thẳng cao độ có thể tạo ra khả năng đáng kể là Hezbollah sẽ tìm cách lợi dụng tình hình xung đột ở Gaza để mở mặt trận thứ hai chống lại lực lượng Israel, nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho Israel và răng đe các lực lượng khác có ý định can thiệp vào ngày 14 tháng 10. Lầu Nông Góc thông báo rằng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ hai sẽ được triển khai tới khu vực cùng với hai tàu khu trục lớp Alibus và chính phi đội máy bay quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Lo Austin giải thích, việc tăng cường lực lượng của Mỹ báo hiệu cam kết sắc đáo của Mỹ đối với an ninh của Israel và của chúng ta khẳng định quyết tâm ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang tìm cách gia tăng cuộc xung đột này cùng với Mỹ, một thành viên NATO khác đang có sự hiện diện quân sự rất lớn ở Trung Đông là Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này cũng được coi là có khả năng can thiệp nếu xung đột gia tăng và đặc biệt nếu lực lượng chính phủ Syria hoặc các nhóm dân quân có trụ sở tại Syria tiến vào Israel. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Hezbollah và Syria, khả năng Iran can thiệp vào cuộc xung đột này là không thể bị loại trừ. Đặc biệt, nếu Mỹ liên quan trực tiếp đến các cuộc đụng độ lan rộng giữa Hezbollah và Israel, đáng chú ý sức mạnh không quân của iran có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột trong khi họ không cần triển khai lực lượng mặt đất những chiếc máy bay không người lái của iran cho đến nay vẫn được coi là đáng gờm nhất trong khu vực và minh chứng rõ nhất là chúng đã từng xâm nhập một cách bí mật vào không phận israel tuy nhiên bất chấp việc nhiều bên có thể tham gia can thiệp vào cuộc xung đột hiện tại thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động quân sự sẽ vẫn chỉ giới hạn trong các vùng lãnh thổ mà israel và hamas tuyên bố chủ quyền Mới đây, tùy viên quốc phòng Israel Matan Sagi cho hay, chiến dịch phản công của Israel chỉ nhằm phi quân sự hóa nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas tại Gaza, chứ không nhằm chiếm đóng giải đất này. Trong buổi gặp giữa đoàn cán bộ đại sứ quán Israel và một số tờ báo Việt Nam tại Hà Nội hôm 17 tháng 10, Trung tá Sagi cho biết tình hình thực địa hiện nay rất phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố bất định và phía Israel đang tập trung vào các vấn đề trước mắt, chưa tính đến kịch bản hậu xung đột. Ông Sagi chia sẻ, có thể trong nội các Israel có một số nhóm đã bàn về vấn đề hậu chiến này, nhưng cá nhân ông không biết rõ về điều đó. Sĩ quan Hagi thừa nhận Israel đã bị bất ngờ khi Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 vừa qua và các lực lượng của Israel khi ấy đã không bảo vệ được nhiều công dân của mình. Mặc dù vậy, ông nói Israel đã giành lại được quyền chủ động. Tùy viên quốc phòng Israel khẳng định hiện nước ông không thương lượng với tổ chức Hồi giáo Hamas, nhưng nếu phía Hamas bày tỏ thiện chí bằng hành động cụ thể như ngừng bắn, trao trả các con tin mà họ bắt giữ, thì phía Israel có thể từng bước đàm phán với Hamas để tìm ra giải pháp cho xung đột. Tùy viên Sagi chia sẻ thêm, hiện nay Israel không muốn gia tăng xung đột thêm nữa trong bối cảnh quân đội Israel IDF đang phải căng mình ra trên hai hướng là Bắc và Nam. Tuy nhiên, ông nói quân đội Israel cũng đã sẵn sàng cho kịch bản phải đối đầu cùng một lúc với các đối thủ của nhà nước Israel trên nhiều mặt trận. Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí này, tùy viên Sagi đã cập nhật các thông tin mới nhất về Israel tính đến 2 giờ sáng ngày 17 tháng 10. Theo đó, trong chiến dịch tấn công bất ngờ vừa qua của Hamas, có hơn 200 con tin bị phía Hamas bắt cóc, hơn 1.400 người Israel thiệt mạng, 3.500 người Israel bị thương và phía quân đội Israel có 280 quân nhân tử trận. Ông cũng nhắc lại thông tin 360.000 quân nhân dự bị Israel đã được động viên khẩn vào quân đội. Trước đó hôm 15 tháng 10, khi được hỏi Israel có kế hoạch chiếm đóng Gaza hay không và liệu những người Palestine sơ tán khỏi khu vực có được phép trở lại, đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog cũng khẳng định, chúng tôi không mong muốn cai quản cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine ở giải Gaza. Những bình luận của ông Herzog được đưa ra một tuần sau khi Hamas, nhóm kiểm soát giải Gaza, mở chiến dịch quy mô lớn đột kích vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel phát động cuộc tấn công trả đũa và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến Hamas trả cái giá rất lớn. Một số nguồn tin khu vực cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Israel vào 18 tháng 10, đồng thái nhằm thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ dành cho chính phủ, quân đội và người dân Israel trong cuộc chiến chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Ông Biden cũng sẽ thăm Jordan, nơi ông gặp quốc vương Abdullah II, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Rủi ro an ninh là điều chắc chắn khi ông Biden thực hiện chuyến công du thời chiến. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất như việc ông Ngoại trưởng Mỹ Blinken buộc phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động réo lên trong lúc đang có cuộc họp với Thủ tướng Israel ngày 16 tháng 10. Chính vì thế, theo thông tin tiết lộ, các quan chức Nhà Trắng cho biết họ sẽ cân nhắc thận trọng những rủi ro khi trong chuyến thăm của Tổng thống Biden diễn ra. Khi cân nhắc lời mời của Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Mỹ và các trợ lý tính đến cả ý nghĩa biểu tượng và tác động thực tế của chuyến đi, đây không chỉ là sự thể hiện ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel mà còn gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến các bên khác trong khu vực, nhất là Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon rằng họ chớ nên tham gia vào cuộc xung đột hiện nay. Dù ủng hộ việc lật đổ Hamas, ông Biden và ngoại trưởng Anthony Blinken cũng cảnh báo chính quyền ông Netanyahu rằng một khi thế giới chứng kiến Israel cho nổ tung các tòa nhà và gây thương vong cho người Palestine, thì sự đồng cảm có thể thay đổi đáng kể. Thế giới sẽ ít tập trung hơn vào vụ tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10, mà tập trung nhiều hơn vào phản ứng của Tel Aviv. Ông Biden khi đó đã kêu gọi cần phải có chính quyền Palestine, cần phải có một con đường dẫn đến một nhà nước Palestine. Theo báo New York Times, các chuyến thăm của ông Lincoln, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và bây giờ là Tổng thống Biden, một phần nhằm mục đích buộc các quan chức Israel phải suy nghĩ về việc làm sao để không bị kẹt ở Gaza và không bị coi là thờ ơ với dân thường Palestine. Chính quyền ông Biden đang cố gắng câu giờ, chẳng hạn việc giữa các quan chức Mỹ ở Jerusalem, buộc phía Israel phải tiếp tục cân nhắc kế hoạch tấn công giải Gaza. Và giả sử Mỹ đặt điều kiện hoãn tấn công để ông Biden đến thăm, chuyến thăm lần này sẽ cho người dân Gaza có thêm thời gian di tản. Dù vậy, Washington đến nay không linh tiếng chỉ trích việc Israel cắt nguồn điện và thực phẩm cho Gaza. Khi ông Blinken gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi để thuyết phục nước này mở cửa cho người Palestine, ông Sisi chỉ trích Mỹ và các đồng minh bị sốc vì vụ tấn công Israel còn hơn việc người Palestine bị giam cầm gần, gần 17 năm ở Gaza. Ông Biden đã thể hiện sự ủng hộ cho Tel Aviv bằng việc điều động các tàu chiến và máy bay Mỹ tới khu vực để ngăn chặn Iran và Hezbollah mở rộng chiến tranh. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay đã được bố trí để có thể tấn công các địa điểm tên lửa của Hezbollah ở Liban hoặc nơi khác. Đối với chính trị trong nước, chuyến thăm của ông Biden sẽ thể hiện quan điểm đối lập rõ ràng với người tiền nhiệm và cũng là đối thủ trong cuộc bầu cử 2024, cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump tự nhận mình là người ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất khi còn đương chức, nhưng đã chỉ trích ông Netanyahu trong những ngày đầu khi Tel Aviv phản công có thể do ông Netanyahu thừa nhận bị ông Biden đắc cử tổng thống. Thưa quý vị, mới đây cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nếu tái đắc cử, ông sẽ cấm những người nhập cư ủng hộ Hamas vào Mỹ, đồng thời bắt giữ và trục xuất những người nhập cư công khai ủng hộ nhóm chiến binh người Palestine. Ngày 16 tháng 10 giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nếu tái đắc cử, ông sẽ cấm những người nhập cư ủng hộ Hamas vào Mỹ, đồng thời cử cảnh sát đến các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas để bắt giữ và trục xuất những người nhập cư công khai ủng hộ nhóm chiến binh người Palestine. Tuyên bố được đưa ra khi ông Trump dừng chân vận động tranh cử ở bang Iowa. Nhiều chính sách nhập cư của ông Trump gặp phải thách thức trước tòa trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông và những cam kết mới nhất nhiều khả năng không ngoại lệ. Khi còn là Tổng thống, Lệnh cấm người nhập cư do ông Trump áp đặt đã bị bác bỏ ở các tòa án cấp dưới, nhưng cuối cùng vẫn được tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên. Tổng thống Biden đã chấm dứt lệnh cấm đó sau khi kế nhiệm. Cựu Tổng thống Trump hôm 16 tháng 10 tuyên bố ông sẽ cấm người nhập cư từ Libya, Somalia, Syria và Yemen hoặc bất cứ nơi nào khác đe dọa đến an ninh nước Mỹ. Ông cũng đọc một bài thơ mô tả người nhập cư là nguy hiểm. Jamie Harrison, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ mô tả các cam kết của ông Trump là cực đoan và bài phát biểu được xây dựng để khai thác nỗi sợ hãi và lo lắng. Iowa là một trong những bang tổ chức sớm nhất cuộc tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Cách tiếp cận cứng rắn với người nhập cư là nền tảng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Ông Trump, 77 tuổi, hiện đang là ứng viên hàng đầu để giành được đề cử vào Nhà Trắng của Đảng Cộng Hòa và đối đầu với Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Hầu hết các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa của ông Trump đều lên án Hamas và đưa ra ủng hộ hết mình cho kế hoạch tấn công trên bộ vào giải Gaza của Israel. Nhưng không ai đưa ra một loạt đề xuất cứng rắn như ông Trump để ngăn cản người dân và trục xuất những người ủng hộ Hamas. Thống đốc Florida Ron DeSantis một trong những đối thủ đảng cộng hòa của ông trump trong cuộc tranh cử tổng thống cho biết ông ủng hộ việc trục xuất các sinh viên nước ngoài ủng hộ hamas và sẽ cấm người tị nạn gaza vào mỹ nếu được bầu làm tổng thống tuần trước ông trump cáo buộc thủ tướng israel benjamin netanyahu không chuẩn bị cho các cuộc tấn công của hamas và gọi hezbollah nhóm chiến binh liban được iran hậu thuẫn rất thông minh israel chỉ trích những bình luận của ông trump là đáng xấu hổ làm tổn hại đến tinh thần và nỗ lực của người dân israel phía Nhà Trắng gọi những lời nói của cựu Tổng thống Mỹ là nguy hiểm và bất ổn. Ông Trump coi việc ủng hộ các chính sách cánh hữu của ông Netanyahu là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Mỹ khi ông còn đương chức, bao gồm cả việc chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, dù điều đó khiến người Palestine vô cùng tức giận. Vụ ám sát tướng Iran và việc ông Trump rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran cũng đưa quan hệ Washington và Tehran xuống điểm thấp nhất trong nhiều thập niên. Vào tối ngày 12 tháng 10, ông Trump đưa ra một tuyên bố khẳng định Israel không có người bạn hay đồng minh nào tốt hơn khi ông còn là Tổng thống Mỹ. Theo CNN, vào tối ngày 16 tháng 10, theo giờ địa phương, Hamas đã công bố một đoạn video về một phụ nữ trẻ người Pháp gốc Israel bị bắt làm con tin ở giải Gaza. Trong video, Mia Chem, 21 tuổi, cho biết cô bị thương ở cánh tay và được đưa đến Gaza. Trong đoạn video có hình ảnh Chem được chăm sóc vết thương, sau đó, cô nhìn thẳng vào camera, nói rằng tay cô bị thương, nhưng đã được Hamas phẫu thuật tại một bệnh viện ở Gaza. Mia Shem cho biết thêm Hamas đã chăm sóc cô sau khi bị bắt làm con tin và họ cũng cung cấp thuốc chữa bệnh cho cô. Nữ con tin nói rằng mọi thứ đều ổn và đang yêu cầu Hamas đưa cô về nhà càng sớm càng tốt. Đại diện của gia đình Shem nói với CNN rằng họ đã chấp thuận việc công bố đoạn video này. Đây là video đầu tiên Hamas công bố về bất kỳ con tin nào bị bắt giữ ở Gaza. Chính quyền Israel cho biết họ tin rằng có 199 người đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, trong khi đại diện của Hamas hôm 16 tháng 10 nói rằng ít nhất có khoảng 200 đến 250 con tin bị bắt giữ trên khắp giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã thông báo cho gia đình Shem về vụ bắt cóc cô vào tuần trước và đang giữ liên lạc với họ vào thời điểm này. IDF nói thêm rằng họ đang sử dụng tất cả các phương tiện tình báo và hoạt động để phóng thích cho những người bị bắt cóc và Hamas đang cố gắng thể hiện mình là một tổ chức nhân đạo trong khi hoạt động như một tổ chức tấn công. Một đại diện của lữ đoàn al qassam nhánh vũ trang của Hamas, trước đó cho biết nhóm này cam kết bảo vệ con tin và sẽ thả các con tin có quốc tịch nước ngoài khi có cơ hội trên thực địa. Mẹ của Sam, Karen Sam, cho biết bà đã hy vọng con gái mình còn sống trước khi xem đoạn video con gái tôi vẫn còn sống, bà nói với kênh 12 của Israel. Tôi đã không biết gì cả và tôi đã hy vọng rằng con bé còn sống. Bà Karen Sam nói thêm, tôi có thể thấy rằng con gái đã trải qua điều gì đó giống như một cuộc phẫu thuật. Con bé đau đớn, sợ hãi, nhưng cảm ơn Chúa là nó đã ổn. Bà Karen Sam nói, ám chỉ đến vết thương ở cánh tay của con gái bà và cách điều trị trong video do Hamas công bố. Karen Sam cho biết, bà bắt đầu tin rằng con gái mình bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 sau khi tin tức về chiến dịch tấn công của Hamas bắt đầu lan truyền, đồng thời nhận xét rằng gia đình bà đã tự làm mọi thứ để mong con gái trở về, bao gồm cả việc mở ra một trung tâm liên lạc. Trước đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas thả tất cả con tim là dân thường, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng này sẽ chỉ gây ra sự thiệt hại và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Theo ông Kepregesert, ông cũng đặc biệt quan ngại trước các cuộc tấn công của quân đội Israel, trong đó các dân thường và trẻ em Palestine vô tội đang phải trả giá. Ông Kepregesert nêu rõ cuộc xung đột này là một lời nhắc nhở về việc hàng triệu người có thể gặp nguy hiểm nhanh như thế nào. Chiến tranh sẽ không mang lại gì ngoài sự thiệt hại và nỗi kinh hoàng. Theo hãng tin AFP, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, ông Ahmed Al-Mahari kêu gọi cho phép giải Gaza, nơi đang bị bao vây và không kích, tiếp nhận các đoàn xe viện trợ. Các đoàn xe này hiện đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah, nằm giữa giải Gaza và Ai Cập. Ông nói rằng, nếu hàng viện trợ không đến kịp, các bác sĩ tại Gaza sẽ phải chuẩn bị giấy báo tử cho bệnh nhân của mình. Kể từ khi xung đột xảy ra, WHO ghi nhận các cuộc không kích và ném bom đã tấn công 111 cơ sở y tế, khiến 12 nhân viên y tế thiệt mạng và 60 xe cứu thương bị đánh bom. Theo ông Al Manhari, các hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. Người đứng đầu WHO khu vực Đông Địa Trung Hải xác nhận tổng cộng có 22 bệnh viện ở phía Bắc Gaza. Các bệnh viện này đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân, bao gồm một số bệnh nhân phải sử dụng máy thở và một số người cần chạy thận nhân tạo thường xuyên. Ngoài ra còn có trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ. Ông Al Manhari cho biết tình trạng quá tải bệnh nhân đã khiến các bệnh viện ở giải Gaza bị tê liệt. Tình trạng quá tải và thiếu điện nước khiến các bác sĩ không thể cứu được tất cả bệnh nhân. Điều này buộc họ phải đưa ra những lựa chọn đau lòng. Giải Gaza đang bị đẩy đi đến một thảm họa thực sự. Ông al manhari cảnh báo viện trợ phải được phép vào giải Gaza trong vòng một ngày tới, trước khi tình hình trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi tình hình ở giải Gaza là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ông Biden phát biểu hôm 13 tháng 10 rằng, chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng đại đa số người Palestine không liên quan gì đến Hamas và các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas. Trong khi đó, ngày 16 tháng 10, Liên minh châu Âu EU cho biết họ sẽ khởi động một chiến dịch cầu hàng không nhân đạo để đưa hàng viện trợ đến giải Gaza. Theo đó, EU sẽ tổ chức một số chuyến bay mang hàng viện trợ đến Ai Cập. Từ Ai Cập, hàng viện trợ sẽ được chuyển đến các tổ chức nhân đạo ở giải Gaza. Ngày 16 tháng 10, ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết nước này sẽ hỗ trợ 10 triệu euro, tức khoảng 10,55 triệu đô la Mỹ cho các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ người dân giải Gaza. Bà Colonna nói, nguồn viện trợ này đã sẵn sàng và bây giờ nó phải được gửi đến giải Gaza, đây là một trường hợp khẩn cấp. Thưa quý vị, mới đây một công dân Ấn Độ đã nhận được dòng tin nhắn lạ trong tin nhắn là các bức ảnh chụp các quả bom, đạn gắn trên máy bay không người lái. Kèm nội dung cho biết, người này đang tìm mua 1.000 sản phẩm tương tự. Vậy nguồn gốc của tin nhắn này từ đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tuần báo Blitz của Bangladesh ngày 16 tháng 10 cho hay, trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel IDF đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ để trả đũa cuộc tập kích bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10, một tin nhắn bí ẩn đã được gửi tới công dân Ấn Độ. Cụ thể, một công dân mang quốc tịch Ấn Độ cho biết nhận được tin nhắn từ số điện thoại với mã vùng cộng 967 từ Yemen. Trong tin nhắn là các bức ảnh chụp các quả bom, đạn gắn trên máy bay không người lái drone, kèm nội dung cho biết người này đang tìm mua 1.000 sản phẩm tương tự. Phần tin nhắn văn bản có nội dung như sau. Xin chào, đây có phải sản phẩm của anh không? Tôi cần 1.000 chiếc như thế này. Công dân Ấn Độ sau đó đã gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn tới Blitz và đề nghị tờ này tìm hiểu làm rõ vụ việc. Nhóm điều tra của Blitz đã tiến hành xác minh lý do tin nhắn này được gửi tới số điện thoại của Ấn Độ, đồng thời kiểm tra xem tin nhắn có gửi nhầm vào số liên hệ trên WhatsApp của công dân Ấn Độ do lỗi đánh máy hay không. Blitz cho biết họ cũng đã cố gắng tìm hiểu xem có số liên hệ WhatsApp nào tương tự tồn tại ở Pakistan hay một quốc gia nào khác hay không. Mặc dù chưa có kết quả xác minh cuối cùng, nhưng về sơ bộ, từ cách thức và nội dung của tin nhắn Blitz cho rằng người gửi có thể đến từ nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hoặc một tổ chức khác đang chống lại Israel. Theo ghi nhận của trang tin avia.pro, nhóm vũ trang Houthi đã đăng tải lên Internet các bức ảnh kèm nhiều thông điệp được viết bằng cả tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Một phần nội dung trong các thông điệp này được dịch ra là Chúng tôi đang đến, hãy mong chờ những điều bất ngờ. Vừa qua, cơ quan truyền thông quân sự Hezbollah công bố một đoạn video cho thấy các tay súng bắn tỉa bắn và phá hủy camera giám sát được đặt tại 5 điểm dọc biên giới Liban-Israel. Trong đó, có một điểm bên ngoài thị trấn Metula của Israel. Lực lượng này có vẻ muốn ngăn chặn quân đội Israel theo dõi hoạt động di chuyển ở phía biên giới Liban sau nhiều ngày giao tranh. Căng thẳng gia tăng dọc biên giới Liban-Israel. Lực lượng của Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào các vị trí của quân đội Israel, còn Israel pháo kích vào khu vực biên giới với Liban đang có nhiều lo ngại rằng Hezbollah có thể tham gia vào xung đột giữa Israel và Hamas. Theo hãng tin AP, Israel coi nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn là mối đe dọa trực tiếp nghiêm trọng nhất đối với nước này. Họ ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa. Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm không được làm gia tăng xung đột Israel-Hamas. Theo trang Axios, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ biến thành một cuộc chiến tranh khu vực nếu Iran tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn thông qua một nhóm chiến binh ở Syria hoặc bằng cách hỗ trợ nhóm vũ trang Hezbollah của Liban tham chiến. Hôm 15 tháng 10, ông Hassan Fethlala, một thành viên của Hezbollah tuyên bố nhóm vũ trang này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông này nói bước tiếp theo của Hezbollah gắn liền với những gì đang diễn ra ở giải Gaza. Quân đội Israel hiện đang tăng cường lực lượng ở miền Bắc đất nước trong bối cảnh xuất hiện lo ngại nhóm Hezbollah có thể mở mặt trận thứ hai. Khi Tel Aviv triển khai chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào Hamas tại giải Gaza, Hezbollah hôm 13 tháng 10 tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng đồng minh Hamas đối phó với Israel khi thời cơ đến. Hezbollah kiểm soát một phần thủ đô Beirut, miền nam Liban và phần lớn thung lũng Bika. Tổ chức này có đại diện chính trị, giữ ghế trong nghị viện Liban và vài năm qua còn cùng đồng minh kiểm soát một số bộ ngành chính phủ. Tổ chức này nhận hậu thuẫn tài chính cùng vũ khí và huấn luyện quân sự từ Iran, được đánh giá là thiện chiến và trang bị hiện đại hơn nhiều nhóm vũ trang khác ở Trung Đông. Họ có gần hai thập kỷ không trải qua xung đột quy mô lớn để tăng cường kho vũ khí, trong đó có tên lửa chống hạm và phòng không. Với kho vũ khí này, nếu xung đột nổ ra, Hezbollah hoàn toàn có khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Israel, đe dọa không quân lẫn hải quân nước này cùng đồng minh, khiến xung đột thêm khốc liệt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 16 tháng 10 tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas. Ông Netanyahu nói Israel đang chiến đấu vì sự tồn tại của nước này, bày tỏ sự tin tưởng cuối cùng Israel cũng sẽ giành được chiến thắng. Ông Netanyahu nói đây là thời điểm đấu tranh quyết liệt chống lại những kẻ đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, loại bỏ tổ chức này cũng như mối đe dọa mà lực lượng này gây ra cho Israel. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, Israel cũng sẵn sàng trả đũa nhóm chiến binh Hezbollah của Liban nếu nhóm này cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông Netanyahu kêu gọi toàn bộ thế giới văn minh tham gia cùng Israel trong cuộc chiến này. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và một số nhà lãnh đạo khu vực khác hôm 16 tháng 10 nhằm tìm cách giảm gia tăng xung đột. Trước đó cùng ngày, lãnh đạo Nga đã điện đàm với Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, Tổng thống Syria Bashar assad và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Nga cảnh báo Trung Đông đang bên bờ vực của một cuộc xung đột lớn và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông Putin cho rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc xung đột Israel Palestine là thông qua đàm phán và thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Ông nhấn mạnh Moscow sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa hai bên. Lực lượng Hamas đã phóng hàng nghìn tên lửa vào Israel từ Gaza vào ngày 7 tháng 10, mở các mũi tấn công cả trên bộ, trên biển và trên không vào các thành phố, khu định cư của nước này, khiến hàng nghìn người thương vong và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đây là đợt xâm nhập chưa từng thấy nhằm vào lãnh thổ Israel, một trong những động thái gia tăng căng thẳng nghiêm trọng nhất tại khu vực trong nhiều năm qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tình trạng chiến tranh ra lệnh tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào vị trí của Hamas ở giải Gaza và huy động hơn 300.000 quân dự bị, chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công tổng lực trên bộ. Khi quân đội Israel mở chiến dịch truy quét đẩy lùi Hamas ra khỏi lãnh thổ, giới chức bắt đầu cập nhật thương vong với các con số đều tăng nhanh. Các cuộc không kích đáp trả cũng khiến nhiều dân thường ở Gaza thiệt mạng. Thưa quý vị, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cơ sở hạ tầng không gian được Mỹ sử dụng để hỗ trợ tình báo cho Ukraine đều là các mục tiêu tấn công hợp pháp. Theo cảnh báo của Bộ Ngoại giao Nga, các hệ thống vệ tinh của phương Tây đang được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga vụ trưởng vụ kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Jemakov cho biết, Mỹ và các đồng minh đang giúp đỡ Ukraine bằng các hệ thống vệ tinh dân sự tưởng chừng như vô hại. Tuy nhiên, ông cho rằng những hành động như vậy đang gián tiếp tham gia vào các cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo các cơ sở hạ tầng dân sự của phương Tây trong không gian có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trả đũa. Các dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại nằm trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine đã được phê duyệt vào tháng 5 năm 2023. Những hình ảnh thu được từ vệ tinh thương mại được cho là đã được Kiev sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Sevastopol của Nga ở Crimea vào tháng trước ông jemakov lập luận rằng phương tây đã khiến các hoạt động không gian đơn thuần và các dịch vụ đi kèm đối mặt với những rủi ro lớn đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cơ sở hạ tầng không gian cho mục đích nghiên cứu và hòa bình để đạt được mục tiêu đó nhà ngoại giao này thông báo rằng nga đã đệ trình dự thảo nghị quyết về công nghệ vũ trụ và thúc đẩy hòa bình lên ủy ban thứ nhất của đại hội đồng liên hợp quốc nơi có thể đưa ra một nghị quyết về giải trừ vũ khí trong khi đó, Kiev được cho là đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk. Công ty đã cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi diễn ra xung đột. Tỷ phú Elon Musk gần đây tiết lộ rằng, ông đã ngăn chặn một cách hiệu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Crimea vào năm ngoái bằng cách từ chối cho phép lực lượng Kiev sử dụng Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái. Một chỉ huy Ukraine nói với tờ Empire vào tháng trước rằng Mỹ và Ukraine đang có một số dự án liên lạc vệ tinh đang được tiến hành, nhưng nhấn mạnh rằng các chi tiết đó là bí mật nhà nước. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây đã bác bỏ đề xuất của Nga về một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sau khi tiến hành tổ chức cuộc bỏ phiếu nghị quyết của Nga. Nghị quyết do Nga đề xuất lên án bạo lực gia tăng ở Trung Đông, không chỉ đích danh Hamas về cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng này nhằm vào Israel. Bốn quốc gia bỏ phiếu đồng tình với Nga về văn bản được đề xuất, bốn nước khác bao gồm cả Mỹ đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết, trong khi sáu nước bỏ phiếu trắng. Các nhà ngoại giao cho biết, Văn bản thứ hai do Brazil đề xuất về giải pháp cho xung đột Israel-Hamas với ngôn ngữ rõ ràng lên án Hamas được đưa ra bỏ phiếu vào tối 17 tháng 10. Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã bày tỏ sự thất vọng. Ông Vasily Nebenzia cho biết, mặc dù không được thông qua nhưng nghị quyết này đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an hành động bởi nghị quyết đã góp phần khởi động một cuộc thảo luận thực chất trong Hội đồng Bảo an về chủ đề này nếu không có sự thúc đẩy của nga mọi thứ có lẽ sẽ chỉ giới hạn ở những cuộc thảo luận vô nghĩa theo reuters việc hội đồng bảo an liên hợp quốc nhóm họp và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do nga đề xuất liên quan tới cuộc xung đột israel hamas diễn ra trong bối cảnh chính quyền tel aviv gần đây tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn hamas khi phong trào này đã tổ chức nhiều cuộc tập kích nhằm vào nhiều khu vực do israel kiểm soát trong diễn biến liên quan khác, Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Joe Biden đến thăm Israel hôm 17 tháng 10 nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với đồng minh trong khu vực. Chuyến đi của ông Biden diễn ra khi Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào giải Gaza nhằm đánh bại Hamas. Trước đó, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken xuống hầm trú ẩn ở Tel Aviv sau khi còi báo động phòng không làm gián đoạn cuộc họp của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày qua, Hamas liên tục phóng tên lửa từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel, khiến hệ thống phòng không nước này thường xuyên được kích hoạt để ứng phó. Phần lớn tên lửa của Hamas bị hệ thống phòng sắt của Israel đánh chặn, song một số quả vẫn rơi xuống khu dân cư, gây ra thiệt hại về người và tài sản. Tờ The New York Times đưa tin, Israel đã yêu cầu Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỷ đô la Mỹ. Dẫn lời ba quan chưa hiểu biết về vấn đề, tờ The New York Times cho hay gói viện trợ hiện đang được Quốc hội Mỹ tập hợp với sự phối hợp của Nhà Trắng. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết trong chuyến thăm Tel Aviv rằng các nhà lập pháp Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp cho Israel đạn dược thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa bom sắt, bom dẫn đường chính xác, bộ dụng cụ JDAM để biến bom tiêu chuẩn thành bom chính xác và đạn 155mm. Ngay sau cuộc tấn công tàn khốc của Hamas vào miền nam Israel, Chính quyền tổng thống Biden đã nhiều lần cam kết hỗ trợ cho Israel, bao gồm từ viện trợ quân sự đến các nỗ lực ngoại giao. Một phân tích của US News cho thấy Mỹ đã viện trợ kinh tế và quân sự kết hợp cho Israel hơn 260 tỷ đô la Mỹ kể từ Thế chiến II, cộng thêm khoảng 10 tỷ đô la Mỹ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa như vòm sắt. Đây là mức được cấp nhiều nhất cho bất kỳ quốc gia nào trong cùng khoảng thời gian đó và nhiều hơn khoảng 100 tỷ đô la Mỹ so với Ai cập, quốc gia nhận được mức hỗ trợ của Mỹ cao thứ hai trong lịch sử. Ngoài ra, mới đây, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này cho biết Lầu Năm Góc đã tập hợp khoảng 2.000 binh sĩ để chuẩn bị triển khai tới hỗ trợ Israel. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng lực lượng này được giao các nhiệm vụ như tư vấn và hỗ trợ y tế và họ đến từ khắp các đơn vị của quân đội Mỹ nhưng sẽ không có ý định phục vụ trong vai trò chiến đấu. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có các binh sĩ đóng quân ở cả bên trong Trung Đông và bên ngoài, bao gồm cả châu Âu, dù không thông báo rõ trong hoàn cảnh nào Mỹ có thể triển khai lực lượng hoặc đến đâu, nhưng quyết định của Lầu Năm Góc báo hiệu rằng họ đang chuẩn bị hỗ trợ quân đội Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng đã triển khai tàu sân bay cùng đội tàu hỗ trợ di chuyển tới phía đông địa Trung Hải. Tàu sân bay Drone 4 cùng với đội tàu hỗ trợ đã được triển khai đến phía đông địa Trung Hải từ đầu tuần trước. Drone 4 được đưa vào hoạt động từ năm 2017 là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và cũng là tàu sân bay lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 5.000 thủy thủ. Tàu sân bay Gerald Ford có một lò phản ứng hạt nhân có thể mang theo hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm nhiều máy bay chiến đấu như F-18 Super Hornet và E-2 Hawkeye. Thưa quý vị, mới đây một tướng Mỹ đã nghỉ hưu nói trên kênh sóng truyền hình Fox News việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ. Đó là lý do khiến Washington không thể tham gia vào các cuộc xung đột khác. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu John Bondic nói trên kênh sóng truyền hình Fox News, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ. Đó là lý do vì sao Washington không thể tham gia vào các cuộc xung đột khác. Ông John Bondic nói, đây là dấu hiệu báo động đối với người dân Mỹ. Dưới thời chính quyền Biden, quân đội của chúng ta đã trở nên cực kỳ yếu kém và quá sức căng thẳng. Về mặt hậu cần, chúng ta không thể hỗ trợ cho nhiều cuộc xung đột xảy ra cùng một lúc đây là điều hết sức đau xót. Trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng Mỹ có thể đồng thời hỗ trợ Ukraine và Israel cũng như đảm bảo an ninh quốc tế. Ông Biden nói với kênh truyền hình CBS, Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới, chúng tôi có thể hỗ trợ cả Ukraine và Israel cũng như vẫn duy trì an ninh quốc tế. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi có khả năng và có nghĩa vụ phải hỗ trợ cho Ukraine và Israel, nếu không phải chúng tôi thì là ai? tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sehi Machenko bày tỏ lo ngại nguồn hỗ trợ quân sự và tài chính từ phương Tây suy giảm. Ông Machenko nói, tôi thấy các đối tác đang ngày càng mệt mỏi và dễ dã. Họ muốn quên đi xung đột này, nhưng nó đang tiếp diễn khốc liệt. Theo ông, thay đổi địa chính trị và bối cảnh chính trị nội bộ ở nhiều quốc gia đang làm suy giảm mong muốn hỗ trợ Ukraine. Điều đó khiến Ukraine gặp khó khăn nhiều hơn. Bên cạnh việc chờ đợi vũ khí từ phương Tây, Kiev đang lo ngại nguồn viện trợ quân sự của phương Tây có thể bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột Hamas-Israel. Việc Hạ viện Mỹ không thông qua gói viện trợ mới cũng như sự chia rẽ tại châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 10 đã đích thân đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Brussels để kêu gọi viện trợ thêm hệ thống phòng không, pháo và đạn dược nhằm giúp Kiev vượt qua mùa đông thứ hai trong cuộc xung đột với Nga giới chức Mỹ và NATO gần đây đã cam kết sẽ sớm thực hiện gói hỗ trợ quân sự trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, trước khi xảy ra cuộc xung đột Hamas-Israel vào cuối tuần trước, đã có những lo ngại rằng sự hỗ trợ quân sự của châu Âu và Mỹ dành cho Ukraine để đối phó Nga đang bắt đầu giảm vì những bất đồng trong nội bộ Washington và hạn chế về ngân sách. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nếu các nước phương Tây như Mỹ muốn thách thức với Nga thì điều đó sẽ dẫn đến một cuộc giao tranh hoàn toàn khác với hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Ông Putin đã đưa ra đánh giá về cuộc xung đột Nga-Ukraine và quan hệ Nga-Trung trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga Russia. Ông chủ điện Kremlin cảnh báo Ukraine vẫn đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công tích cực sau khi cuộc phản công của Kiev thất bại hoàn toàn. Trước đó, ngày 12 tháng 10, báo cáo của Ủy ban Tư thế Chiến lược tại Quốc hội Mỹ cho rằng Washington nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra đồng thời các cuộc đối đầu với Nga và Trung Quốc bằng cách mở rộng các lực lượng thông thường, củng cố liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga cũng cho rằng Mỹ làm gia tăng căng thẳng với phía Trung Quốc khi xây dựng liên minh an ninh AUKUS giữa ba bên Mỹ, Úc và Anh trong khi đó nga và trung quốc đã không hình thành một liên minh quân sự tổng thống nga vladimir putin nói trong cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi đã nói điều này nhiều lần chúng tôi không tìm cách hợp thành một liên minh quân sự hay chính trị nào đó chỉ có người mỹ làm như vậy hơn nữa họ đang ép buộc các đồng minh của mình giảm quan hệ với nga và trung quốc ông chủ điện kremlin còn cảnh báo thêm thách thức với cả nga và trung quốc là điều vô nghĩa nên ông coi đề xuất từ ủy ban chiến lược quốc hội mỹ chỉ là cách để dọa nạt người khác Nga-Trung Quốc duy trì quan hệ nồng ấm, trong khi Washington coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Moscow là mối đe dọa quốc gia lớn nhất. Ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc tuần này nhằm tăng cường quan hệ song phương. Theo hãng tin Reuters nhận định, mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai siêu cường hạt nhân của thế giới, Nga và Trung Quốc, là diễn biến địa chính trị gây bất ngờ những năm gần đây, đồng thời khiến phương Tây phải theo dõi sát sao. Mỹ cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, đến năm 2035, Trung Quốc có thể dự trữ lên tới 1.500 đầu đạn hạt nhân với tốc độ xây dựng hạt nhân của nước này hiện nay. Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga chống chọn loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ và châu Âu. Bản cập nhật tình báo quốc phòng mới đây từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết đoàn quân sự tư nhân Redut đang dần thay thế vai trò của Wagner trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ quốc phòng Anh tiết lộ Redut đang tuyển mộ lính tư nhân dưới vỏ bọc tình nguyện viên, bao gồm cả những người từng hoạt động trong Wagner. Theo tình báo Anh, cơ quan tình báo quân đội Nga GRU dường như là cơ quan đang kiểm soát lực lượng Redut. Theo Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, lực lượng này nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ Bộ quốc phòng Nga và đã hoạt động chủ yếu ở Syria. Theo Pravda. Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ, kể từ tháng 2 năm 2022, các thành viên của Ridat đã xuất hiện ở Donetsk, Kharkov, Kiev và Lugan. Sau khi ông chủ Wagner tử vong vì rơi máy bay, tập đoàn này đã đẩy mạnh việc chiêu mộ thành viên mới. Hiện lực lượng này có khoảng 7.000 thành viên. Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga ký hợp đồng với các tập đoàn như Ridat sẽ giúp Moscow bổ sung lực lượng ở Ukraine mà không cần ban hành thêm lệnh động viên. Ridat là tập đoàn được nhà tài phiệt Gennady Timchenko chống lưng Tập đoàn này thành lập năm 2008 bởi các cựu lính dù và sĩ quan tình báo quân đội Nga. Trước khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, Redux chủ yếu cung cấp dịch vụ an ninh cho các công ty Nga ở Trung Đông. Tình báo Anh trước đó đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng tấn công tuyến đường sắt mới kết nối các khu vực Mariupol, Volnovakha và Donetsk do Moscow đang kiểm soát với các vùng phía Nam Nga. Truyền thông Nga hồi cuối tháng 9 cho biết thành viên Wagner có vẻ đã trở lại khu vực Bắc Mút, mặt trận Donetsk để phản công Ukraine. Kể từ cuộc binh biến hồi tháng 6, Điện Kremlin đã kiểm soát Wagner chặt chẽ hơn và đề nghị các tay súng Wagner gia nhập quân đội Nga hoặc tới Belarus. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!